Chương 6. Cốc thần bất tử, thị vị huyền tẫn, huyền tẫn chi môn, thị vị thiên địa căn, miên miên nhược tồn, dụng trì bất cần. Thần hang không chết nên gọi huyền tẫn, cửa của huyền tẫn, gốc rễ của đất trời. Răng giặc như còn hoài, dùng hoài mà không hết. Hai chữ cốc thần và chữ huyền tẫn đều là tên riêng của đạo, chỉ cái thể hư không của đạo. Nghiêm Phục bàn rằng, vì cớ muốn dùng cái nghĩa hư không của đó nên gọi là cốc, vì cớ muốn chỉ chỗ ứng dụng vô cùng của đó nên gọi là thần, vì cớ muốn chỉ cái công dụng bất khuất và rũ xuất, tức là không bao giờ tận, càng động càng hơi ra của đó nên gọi là bất tử. Ba cái đó đều là đức của đạo vậy. Câu giải thích này của Nghiêm Phục rất chính xác. Chương này bổ túc cho chương trên, bàn về cái thể hư không của đạo. Phái thần tiên giải thích đoạn văn trên đây cho rằng hang trong núi gọi là cốc, trỏ vào chỗ trống không, hư không, biến hóa vô cùng gọi là thần. Linh minh bất tử là luôn tỉnh táo, không mê muội. Còn chữ huyền tẫn của phái thần tiên lại giải rằng huyền là trời, tức là dương, tẫn là đất, tức là âm. Trời đất hợp lại thành huyền tẫn. Có huyền tẫn rồi, hai khí âm dương mới hợp lại thành một khí thái cực. Khi lên khi xuống, khi lại khi qua, trong chỗ hư không, đó tức là cửa của huyền tẫn. Nhưng đó là lối giải thích của nhóm đạo giáo, không phải là của nhà đạo học. Huyền tẫn có nghĩa là mẹ nhiệm màu, tẫn lại cũng có nghĩa là lạch nước trong trong hang. Xem lại chương 1, câu hữu danh vạn vật chi mẫu. Huyền tẫn là gốc rễ của đất trời, tức muốn nói tịnh là gốc của động, là gốc phát sinh ra vạn hữu,